Thật ra là Vannie có một cái bí mật mà ngày hôm nay Vannie sẽ công bố. Nó ảnh hưởng rất là nhiều tới tương lai của kênh Vannie in Wonderland. Đúng rồi, xin được mời chị Vannie quay trở lại sân khấu chúng ta. Yeah. Không, thật sự đến thời điểm này, khi được là người đồng hành cùng với lại Vannie trong cái số đặc biệt này, là một cái fan meeting lớn nhất của Vannie trong sự nghiệp làm YouTuber, thì phải nói rằng bản thân sứ giả thời gian, vai là sứ giả thời gian thôi, nhưng mà cũng rất là cảm động trước cái nghị lực của Vannie khi là bản thân là một cô gái nhưng mà đã có rất là nhiều những cái video clip để gửi đến cho tất cả các bạn thiếu nhi. Thông qua đó là những cái thông điệp mà bạn muốn trao gửi cho các bạn thiếu nhi để xây dựng về hình ảnh cũng như là nhân cách sống và phát triển kỹ năng sống cho các bạn thiếu nhi. Thì không biết được rằng từ đâu ra mà bạn có được một cái ý tưởng để dành cho các bạn thiếu nhi chúng ta như vậy? Cho tới bây giờ thì Vannie mới được chính thức gửi lời chào tới tất cả các bạn nhỏ đang ngồi ở dưới và quý vị phụ huynh đã dẫn con em của mình tới đây tham dự fan meeting của Vannie. Nói về cái ý tưởng á, thì thật ra là Vannie không có ý tưởng gì hết. Vannie chỉ là một người yêu thích thiếu nhi thôi, thích tất cả những bạn nhỏ. Các bạn nhỏ từ độ tuổi 3 tuổi, 6 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi. Nói chung là thiếu nhi là thích, chứ không có phân biệt là thiếu nhi bao nhiêu tuổi hết. Và cũng không có phân biệt là thiếu nhi nam hay thiếu nhi nữ. Là thiếu nhi là thích. Tại vì Vannie nghĩ là thiếu nhi rất là ngây thơ, rất là hồn nhiên. Nhưng mà bây giờ thì các bạn nó sẽ dễ tiếp cận với rất là nhiều thứ. Và tự nhiên mình tự đặt cho mình một cái nhiệm vụ là mình sẽ phải là một người chị để cho các bạn nhỏ đáng tin. Là một người chị để các bạn nhỏ, ví dụ như buồn cũng tìm đến chị Vannie, vui cũng tìm đến chị Vannie. Có chia sẻ gì hay là vô tình lúc nào đó bị điểm kém cũng sẽ nhớ tới chị Vannie là người chia sẻ. Thì đó là cái điều mà Vannie mong muốn nhất, để Vannie bắt đầu trở thành một YouTuber for kids. Đó là những cái câu hỏi mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với lại tất cả quý vị thôi. Còn bây giờ xin được phép hỏi ở dưới khu vực này có bạn nhỏ nào chúng ta muốn giao lưu với chị Vannie không ạ? Có một bạn áo trắng bên đây nè. Rồi, vừa thấy rồi. Như vậy, rồi xin được mời bạn đứng tại chỗ luôn nha. Rồi xin được mời cái micro ạ. Này, bạn chúng ta. Rồi con tự giới thiệu con là ai nào? Con tên Hồng Đào, con học lớp 4. Em có điều gì muốn nói với chị Vannie? Nếu mà chị có gặp khó khăn gì chị cũng đừng có buồn, chị có tụi em luôn sát cánh bên chị nữa. Trời ơi, rất là dễ thương. Trời ơi, thương quá à. Chị có thể ôm em một cái được không vậy? Thôi không khóc. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý vị phụ huynh, trong suốt một chặng hành trình của Vannie thì chúng tôi luôn quan tâm đến các bạn thiếu nhi và chúng tôi cũng quan tâm luôn cả về phụ huynh. Thì không biết được rằng quý vị phụ huynh chúng ta có cảm nhận như thế nào về một cái kênh dành cho các bạn thiếu nhi như thế này, thì xin được mời quý vị phụ huynh chúng ta sẽ cùng chia sẻ được không ạ? Chúng tôi muốn lắng nghe một ý kiến của quý vị phụ huynh. Dạ, xin được mời chị. Dạ, đúng rồi ạ. Xin được mời chị Áo Xanh. Dạ, xin chào cô Lê Vân cùng toàn thể các quý vị. Thì mình là phụ huynh của hai bé đang theo học tại trung tâm của cô Vân. kênh YouTube mà con mình xem thì mình tìm hiểu và thấy ở trung tâm của cô Lê Vân cũng có rất là nhiều lớp học bổ ích. Thì ngoài giờ học, nếu mà phụ huynh đến trễ thì các anh cô giáo viên và các anh chị ở đó sẵn sàng giữ các bé dùm cho phụ huynh. Thậm chí thì có nhiều lúc cho mượn tiền mua đồ ăn cho các bé luôn. Rất là cảm ơn cô Lê Vân đã tạo ra một cái trung tâm rất là hữu ích cho các bé và tạo niềm tin cho phụ huynh. Xin chúc cho trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Em cảm ơn. Như vậy chúng tôi muốn hỏi thêm một số cái vị phụ huynh bên này như thế nào ạ? Có quý vị nào chúng ta muốn chia sẻ? Dạ, xin được mời một anh em ạ. Dạ, đúng rồi ạ. Tôi là phụ huynh của Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin được cảm ơn phụ huynh. Kính thưa tất cả các vị phụ huynh thân mến, như tất cả các anh chị chúng ta là những bậc phụ huynh, chúng ta đều biết được rằng mạng Internet là một cái gì đó, nó là một cái con dao hai lưỡi, nó đa mặt. Và tuy nhiên, để các bạn nhỏ của chúng ta mà có thể tiếp xúc được với lại cái nền tảng đó thì chúng ta phải có sự chọn lọc. Và có thể nói được rằng kênh Vannie là một trong những kênh được chọn lọc đứng hàng đầu để mà dành những cái giá trị sống cho tất cả các bạn nhỏ của chúng ta. Và mong rằng kể từ nay trở về sau, anh sẽ luôn ủng hộ kênh Vannie, cũng như là cho phép các con theo dõi kênh của chị Vannie được không ạ? Dạ. Dạ, em cảm ơn quý vị phụ huynh rất là nhiều ạ. Cảm ơn. Đây là một trong những cái điều mà em rất là lo lắng, tại vì em biết là phụ huynh khi mà cấm con mình là sẽ cấm hết tất cả các kênh. Và cái mà em phải nỗ lực hơn nữa đó là để làm sao cho phụ huynh biết là nội dung của mình là như thế nào và phụ huynh tin mình hơn. Và em nghĩ là ngày hôm nay ở cái hội trường này thì em đã làm được ít nhất là cũng khoảng 60-70% rồi, có đúng không ạ? Nếu mà em nói đúng thì cho em xin một tràng pháo tay, có được không ạ? Dạ, em cảm ơn tất cả mọi người. Mời Vannie quay trở lại chiếc ghế của mình nào. Chúng ta đã cùng nhìn lại một chặng đường đã qua, đúng không ạ? Và ngày hôm nay đây là kết quả của bạn Cúp AH Fan Meeting. Vậy thì không biết được rằng sau cái buổi này rồi thì chặng đường của kênh Vannie Wonderland này chúng ta sẽ đi tới đâu rồi? Chúng ta có thể bật mí những cái kế hoạch đó để cho quý vị phụ huynh này biết để về lan truyền hơn nữa, lan tỏa hơn nữa về cái kênh của Vannie để cho những quý vị phụ huynh khác được biết. Thật ra là Vannie có một cái bí mật mà ngày hôm nay Vannie sẽ công bố. Nó ảnh hưởng rất là nhiều tới tương lai của kênh Vannie in Wonderland, ảnh hưởng một cách trực tiếp tới kênh YouTube Vannie in Wonderland. Wow, bạn đừng làm cho tôi hồi hộp chứ. Bởi vì sao ạ? Đó là một cái tín hiệu vui hay là một cái tín hiệu buồn? Với Vannie thì Vannie đón nhận cái điều này rất là hạnh phúc. Còn không biết là các bạn nhỏ của Vannie thì như thế nào. Chắc là Vannie sẽ nói luôn. Vannie có em bé. Wow. Và bây giờ thì Vannie sẽ hiểu rõ hơn cảm giác của các bậc phụ huynh. Và Vannie rất là lo lắng. Trước mắt đầu tiên là lo lắng. Lo lắng là tại vì mình sẽ bị gián đoạn một thời gian, đúng không ạ? Thứ nhất là gián đoạn một thời gian. Thứ hai là sẽ mất đi một lượng fan, một lượng các bạn nhỏ đang ngồi ở dưới. Mà thay vào đó đối tượng của Vannie sẽ là mẹ mỉm. Những người mà chăm sóc con, cho con ăn dặm, chơi với con, giáo dục con từ nhỏ. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Đó là điều Vannie lo lắng. Đây là em. Cảm ơn anh. Tuy nhiên là Vannie nghĩ là các bạn nhỏ được quyền biết điều đó. Và Vannie không biết là chị Vannie thì đã cực kỳ sẵn sàng. Còn các bạn nhỏ có sẵn sàng đón chờ một Nini ở Wonderland chưa? Thì nói thật sự rằng đây nó là một cái tin vui cho thế giới của Vannie. Wonderland sẽ chào đón thêm một thiên thần nữa để có thêm nhiều những cái bài học, đặc biệt là những cái bài học về cho những người mẹ trẻ chẳng hạn. Đúng rồi. Đúng không ạ? Rồi những cái bước, những cái cách chăm sóc con. Và đó cũng là một trong những cái điều thú vị. Thật ra là ở đây thì Vannie lại cần sự ủng hộ của quý vị phụ huynh hơn. Tại vì quý vị phụ huynh đã có con rồi. Đúng rồi. Và quý vị phụ huynh sẽ là người comment và sẽ là người chia sẻ lại với Vannie về cách dạy con, chăm con chẳng hạn. Vannie chỉ mong là các bé hiện tại đang có mặt ở đây đừng quá sốc và hãy luôn đồng hành với chị Vannie. Còn các bậc phụ huynh thì hãy chia sẻ với Vannie nhiều hơn, nhiều hơn nữa về những cái kỷ niệm khi mà quý vị phụ huynh chăm em bé thì nó như thế nào. Dạ. Dạ. Như vậy thì Vannie đang rất là mong chờ những cái kinh nghiệm được chia sẻ bởi những cái comment của tất cả quý vị phụ huynh được gửi về cho Vannie, để Vannie sẽ hoàn thành tốt hơn nữa cái kênh của mình. Và đặc biệt là các bạn nhỏ ơi, không nghe các bạn nhỏ ơi, các bạn đã sẵn sàng để đón chờ một thành viên mới nữa của chị Vannie không? Không nghe, nhỏ quá có không ạ? Nhưng mà không biết được rằng từ cái giai đoạn bây giờ cho đến lúc mà em bé ra đời thì không biết được rằng cái kênh Vannie này nó sẽ như thế nào. Vannie vẫn sẽ có video clip, sẽ có rất là nhiều video clip mà các bạn nhỏ quan tâm. Ví dụ giống như là chuyện học đường sẽ vẫn có một số câu chuyện học đường tiếp tục. Mình sẽ có thêm một số cái liên quan tới những cái vấn đề xã hội, ví dụ như là ở trong thang máy thì nên như thế nào, ở công viên thì nên như thế nào. Sẽ có rất là nhiều những cái để cho các em theo dõi và các em có thể phòng tránh. Các em có thể xem, ok, đó có thể là tiếng cười và đó cũng có thể là bài học. Nó vẫn sẽ có video clip. Vannie sẽ không dừng một giai đoạn nào hết đâu. Sẽ không có cái tháng nào mà Vannie không có video clip hết. Đó là lời hứa. Đó là lời hứa của chị Vannie ngày hôm nay. Như vậy là các bạn nhỏ chúng ta đã yên tâm rồi đúng không ạ? Như vậy là chị Vannie đã hứa sẽ luôn luôn đồng hành với lại tất cả các bạn. Mỗi một tháng cũng sẽ có một số ra để giúp cho tất cả các bạn. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để động viên tinh thần chị Vannie của chúng ta. Trước tiên thì Vannie phải gửi thêm một cái lời chắc là nhờ vả. Vannie rất là mong luôn. Rất là mong là sẽ được tiếp tục là chị gái của tất cả các em nhỏ đang ngồi ở đây. Và sẽ là một người bạn của quý phụ huynh đang ngồi ở đây. Để làm được điều đó thì Vannie rất mong được sự ủng hộ, rất mong được sự đồng hành. Và quý vị ơi, đừng có bỏ Vannie là được. Cảm ơn Vannie đã vì thiếu nhi mà luôn luôn có những cái sản phẩm tốt, những cái sản phẩm chất lượng để mang đến cho tất cả các bạn nhỏ. Và chúng tôi cũng mong rằng sẽ luôn luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ và tin tưởng của quý vị phụ huynh, và luôn luôn theo dõi của tất cả các bạn nhỏ chúng ta ngày hôm nay. Và chúng tôi tin rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ còn được viết tiếp và viết mãi bởi Vannie và quý vị phụ huynh và các bạn nhỏ của chúng ta. Rồi, cảm ơn. Còn bây giờ, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, mình sẽ lại tiếp tục với lại... Đây Pandora hả? Đúng rồi.